Chào các bạn, đây là cái iPhone 11 Pro Max màu xanh. Cái màu xanh nó hay ở chỗ này nè, các bạn nhìn thấy màu nó khác không? Cũng là một cái máy quay yên sáng, một góc nào đó sẽ nhìn nó như màu đen sậm hơn, ra màu xanh xanh đậm, xanh rêu, nghiêng sáng, xanh lá mạ, rất là đẹp đó, bạn nhìn thấy không? Màu nó đổi liên tục, nó do ánh sáng nó chiếu mà. Cái đẹp của màu xanh là ở cái này nè, màu khác nè, màu khác nè, màu khác.